Thưa tất cả quý ông bà anh chị em, khi tôi nhận những lời khấn của nhiều người đến lòng xót Chúa nhờ cha khấn cho con, bởi vì con của con, cháu của con, em của con đã sa đà vào nghiện ngập, làm khổ gia đình, ăn trộm, ăn cắp, đánh đập lẫn nhau và phá nát gia đình. Con đau buồn lắm, con xin cha cầu nguyện cho con, xin cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho con. Đấy là cái tâm tình mà tôi đã nhận được. Thì nhân đây cơ hội có gặp được anh em của nhóm này, tôi giới thiệu, đây chính là những con người cũng đã từng nghiện ngập đủ loại, cũng đánh lột, cũng trộm cắp, nhưng nhờ được lòng Chúa thương xót, nhờ Đức Mẹ, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ lòng thương xót, cũng đã trở về. Còn con cá chúng ta đông như thế đấy, đông như thế đấy, mà trông đẹp như thế đấy, thì bây giờ đang trở về với Chúa. Đây là cái nhóm mà là, nói nôm na là nhóm Thảo Ma. Thảo là anh Thảo ở đây, Ma là ma túy, nên có tên là Thảo Ma. Nhưng mà bây giờ được lập thành một cái nhóm rất là đẹp, là nhóm Phaolô Hạnh. Ý nghĩa thế nào, thế nào và công việc thế nào, bắt đầu nghỉ ngập ra sao, và bây giờ giúp nhau thế nào, nhờ thế nào mà trở về với Chúa, với Mẹ. Và cũng là cái kinh nghiệm để chúng ta, những người có con cái nghiện ngập, mình sẽ xử đối thế nào hoặc ngăn ngừa cái thế nào. Giới thiệu nhóm Phaolô Hạnh, chúng ta vào con tay nữa. Và bây giờ cha xin nhường lời lại cho anh đại diện nhóm nói với tất cả mọi người. Anh có thể nói trong khoảng được 20 phút. Lời đầu tiên, chúng con xin được gửi đến quý cha, quý sơ, quý thầy cùng toàn thể quý cụ, quý ông bà, quý cộng đoàn. Chúng con xin gửi đến tất cả quý vị lời chào thân thương nhất. Con xin được giới thiệu đến tất cả quý vị, đây là 1/3 thành viên nhóm chúng con, những anh em đại diện đến để tham dự cái buổi kính lòng Chúa thương xót ngày hôm nay. Và kính thưa tất cả quý vị, là nhóm chúng con hiện nay là có 150 thành viên, nhưng mà tất cả những em đây là chúng con chỉ có đi đại diện. Ở trong đây thì có Thảo Ma là em trai của con. Xin Thảo bước xuống cho cộng đoàn. Dạ, và tất cả những anh em đang đứng ở trên đây là những anh em đã từng có một đời sống, một quá khứ xa rời cái tình yêu thương của Chúa, xa rời lòng thương xót của Chúa. Có những anh em 5 năm, 7 năm, 15 năm, và có những anh em hơn 20 năm bỏ nhà thờ, xa nhà thờ, xa lòng thương xót của Chúa và chìm đắm trong cái đời sống nghiện ngập, xì ke, ma túy. Đây là những anh em đến từ ở khắp mọi miền Tổ quốc. Chúng con xin được giới thiệu đến quý vị. Con kính thưa quý cha, con kính thưa quý tu sĩ và quý cộng đoàn. Giờ đây con xin được nói sơ về nhóm của chúng con. Đầu tiên, gia đình con có 4 thành viên nghiện ma túy. Trong đó thì có Thảo là thành viên với thâm niên nghiện lâu nhất. Em của con Thảo đã nghiện với thời gian là 19 năm, tính luôn cả cái năm mà hoán cải là 20 năm. Trong 20 năm em đã nghiện tất cả các loại xì ke ma túy có ở trên cái xã hội này, từ heroin, xì ke chích qua đến các loại ma túy tổng hợp. Và còn 3 thành viên còn lại thì có 2 người em trai của con và 1 người em dâu. Gia đình con có tất cả 4 người nghiện. Và mẹ con là một người phụ nữ, một người mẹ đã phải sống 20 năm
ở trong cái hoàn cảnh chỉ có nước mắt và nước mắt. Thế nhưng trong 20 năm đó, mẹ con vẫn liên lỉ, vẫn bám víu vào lòng Chúa thương xót để cầu nguyện xin Chúa xót thương đến hoàn cảnh, đến những cái nỗi khổ mà gia đình con đang phải gánh chịu. Thế rồi đến vào khoảng cuối năm 2017, thì khi đó một cái biến cố xảy ra cho em Thảo của con. Thì lúc đó là hai vợ chồng của Thảo đã có một cái xích mích, và cuối cùng thì vợ Thảo đã bỏ về bên nhà ngoại. Chúa tạo ra cái biến cố đó để cho em con có thể có những cái phút giây để lắng lại, nhìn lại cái cuộc đời của mình, nhìn lại những cái sai trái của mình. Và cũng trong cái thời điểm đó thì em Thảo của con đến nhà một người bạn đã từng xì ke ma túy cũng với thâm niên gần 20 năm. Và khi đó em Thảo con phát hiện ra là cái người bạn đó là hiện nay đã bỏ được ma túy rồi, đã bỏ hẳn được ma túy rồi, không còn chơi ma túy nữa. Thì lúc đó vừa đang đau buồn vì cái hoàn cảnh đổ vỡ hôn nhân của mình, vừa quá khổ vì lúc đó em con không còn tiền để mà chơi xì ke ma túy nữa. Cũng thưa với lại quý vị là khi mà dính vào xì ke ma túy thì đồng tiền nó chỉ là lá mít thôi, nó rất là tốn kém. Và vì thế cho nên em con tò mò rồi mới hỏi cái người bạn đó là tại sao lại bỏ được ma túy. Thì được gia đình của người bạn đó nói rằng là nhờ cái người đó chạy đến với giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè để cha Long đặt tay và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện giúp, thì cái người đó đã bỏ được xì ke ma túy. Thì ngay khi mà em Thảo có nhận được cái thông tin đó thì em đã chạy về và nói với con, năn nỉ con là xin hãy đưa em đến với cha Long, đưa em đến với giáo điểm. Em muốn được Chúa chữa lành, em muốn được Chúa nâng đỡ cho em để em có thể vượt qua, em có thể bỏ được ma túy. Em khổ lắm rồi anh hai ơi. Thì cái quãng thời gian đó thì con cũng nói thật là lúc đó thì cái hoàn cảnh của con thì cũng khá là eo hẹp, nên con chưa đủ cái điều kiện để mà đưa em con về với giáo điểm. Thì trong 2 tuần lễ đó, đêm nào em con cũng gặp ảo giác, ảo thị, ảo thanh. Em con nhìn thấy Chúa Giêsu mặc một cái áo trùng màu trắng ngồi bên cạnh, và Chúa nói rằng về với cha đi con hãy về với cha đi. 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, không ngày nào mà không xảy ra những cái câu chuyện như vậy. Thì đến lúc 2 tuần sau thì con mới thấy em con tha thiết quá rồi, thì con mới đưa em con về trên giáo điểm cùng với gia đình con. Thì ngay khi mà từ giáo điểm trở về thì em con mới quỳ xuống, mẹ ơi con xin lỗi mẹ, con đã cho mẹ một cái cuộc sống đau khổ 20 năm nay rồi, và ngày hôm nay thì con xin lỗi mẹ, xin mẹ cứu con, mẹ giúp cho con một lần nữa để con bỏ, con quyết tâm lần này con sẽ bỏ. Thế rồi gia đình con đã lập bàn thờ Chúa thương xót, và chúng con làm giờ kinh lòng thương xót 3 giờ chiều mỗi ngày. Và sau 1 tháng thì em con đã bỏ được, không còn vật vã, không còn đau đớn, không còn những cái con giòi, con bọ nó bò ở trong xương như những ngày trước đây nữa. Con cũng thưa với lại quý vị là trong 19 năm đó em con chưa bao giờ rời ma túy được quá 1 tuần. Chỉ cần đến ngày thứ 5 thiếu ma túy thôi, chỉ cần đến ngày thứ 5 thiếu thuốc thôi là phải tìm mọi cách, kể cả làm những cái việc phi pháp để làm sao đó có tiền để mà chơi ma túy. Thì con cũng xin nói thêm với lại tất cả quý vị có hiện diện ở trong nhà thờ, thì em con trong 19 năm sử dụng ma túy không phải chỉ là cái sai trái sử dụng ma túy không, mà đời sống của em con chìm trong tội lỗi. Bởi vì có những khi em con đã phải tham gia vào những cái băng nhóm xã hội đen, đã phải đi đâm thuê, chém mướn, trộm cắp, thậm chí cả cướp giật, đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho xã hội, cho mọi người. Và em con chưa bao giờ mà rời ma túy được quá 1 tuần. Thế nhưng
cái lần đầu tiên mà em con biết cậy dựa vào linh đạo lòng Chúa thương xót thì em con đã vượt qua được một tháng. Và em con mong muốn là kéo ba thành viên còn lại, thì trong đó là có hai vợ chồng của đứa em út con, thì cả hai vợ chồng nó đều nghiện ma túy đá, và nó bỏ nhà đi thong dong ở ngoài xã hội chứ nó không về nhà. Và khi đó thì chính anh Thảo là người đi tìm và đưa những người em đó về. Khi mà Thảo đã thành công trong việc khuyến dụ ba người em bỏ được ma túy thì lúc đó thì Thảo mới mong muốn là tiếp tục lôi kéo, mời gọi, cám dỗ những cái đứa mà nó đang chơi ma túy, những đứa bạn của Thảo đang chơi ma túy, để nó bỏ ma túy, nó quay trở về. Khi này thì em con, gia đình con, gần như là cả gia đình nghiện, nhưng không phải là nghiện ma túy, không phải nghiện xì ke, mà là nghiện tìm các linh hồn về cho Chúa. Và với sự soi sáng, với sự nâng đỡ của Chúa Thánh Thần, thì trong vòng 3 tháng đầu tiên khi chúng con bắt đầu quyết định cái việc đi mời gọi những anh em đang xì ke ma túy quay trở về, thì đến cái thời điểm mức 3 tháng tính từ khi bắt đầu thì chúng con đã có được số lượng là hơn 50 thành viên, là những em, những bạn trẻ nghiện ma túy ở khắp trong giáo hạt Hố Nai. Và khi, sau khi mà chúng con đã có được cái số lượng thành viên là 50 thành viên như con vừa mới trình bày, thì con đưa các em về giáo điểm tin mừng, vẫn tiếp tục xin Cha Long đặt tay cho các em. Và con cũng thưa với lại tất cả quý vị là có một cái điểm mà nếu như mà những người mà không có đức tin, hoặc là những người mà đức tin yếu, thì sẽ nói rằng chúng con mê tín dị đoan. Nhưng mà việc này là chúng con đã chứng kiến khi mà các em chúng con đưa về toàn là những tệ nạn xã hội, những em mà không có đạo, những em có đạo nhưng mà bỏ nhà thờ, bỏ Chúa 20 mấy năm, tham gia vào các băng đảng cướp, không sợ một cái gì, và các em quay về. Con cảm tưởng rằng những em đó giống như là những con thú hoang mà chúng con mới từ đưa từ rừng về. Thế nhưng mà chỉ cần một lần đưa đến với giáo điểm, chỉ cần một lần đẩy các em vào lòng thương xót Chúa, ngay lập tức các em dịu dàng giống như một con thỏ, ngoan ngoãn như một con thỏ con. Và vì thế cho nên là chúng con vẫn tiếp tục đưa các em về với giáo điểm tin mừng. Và con cũng thưa với quý vị là ngay từ khi chúng con khởi đầu, con với hai bàn tay trắng không có một cái gì cả, thế nhưng con đã lo được cho các em rất là đầy đủ, không thiếu thứ gì. Chúa luôn luôn đổ ơn lành xuống cho con, và Chúa ban ơn riêng cho con để con có thể hướng dẫn, con có thể nâng đỡ các em cho đến ngày hôm nay. Và khi đó thì con cầu nguyện cùng với lòng Chúa thương xót, con làm tuần cửu nhật, con xin Chúa hãy ban ơn cho chúng con để chúng con tiếp tục cái công việc này, và chúng con phát triển cái công việc này như lòng Chúa mong ước và cũng như là chúng con mong ước. Thì vừa mới dứt tuần cửu nhật của cái tháng thứ tư, thì khi đó thì có một cô ở trong Hiệp hội lòng Chúa thương xót của giáo hạt Hố Nai, thì cô chạy đến thì cô nói là cô xem qua YouTube các con lên trên Cha Long làm chứng, hay quá, tuyệt vời quá, thế nhưng mà các con hãy đi làm chứng ở đây, bởi vì các con cần phải kêu gọi những anh em đang sống ở cái khu vực này rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì cô đến, rồi cô xúi các con chạy vào giáo xứ Tân Triều, bởi vì năm vừa rồi thì Đức Cha chọn giáo xứ Tân Triều năm thánh các thánh tử đạo là điểm hành hương của giáo phận. Thì khi chúng con quyết định là chúng con chạy vào giáo xứ Tân Triều, thì rất là mừng là Chúa sắp xếp là ngày hôm đó Đức Cha Giuse, Đức Cha Tránh của giáo phận về giáo xứ Tân Triều để làm lễ. Và chúng con được Cha Giuse Vũ Đức Hiệp, Tránh xứ Tân Triều, tác giả của các bài hát lòng Chúa thương xót, Cha gọi chúng con lên gian cung thánh làm chứng nhân. Sau thánh lễ thì Đức Cha đã gặp gỡ riêng anh em nhóm chúng con. Và chúng con mới chỉ có manh nha để mà thành lập thôi, mà Đức Cha đã yêu thương, Ngài giang rộng vòng tay và Ngài đưa chúng con về núi Cúi
Ngài tổ chức cho chúng con một thánh lễ riêng. Và sau thánh lễ đó thì ơn của Chúa vẫn cứ tuôn đổ xuống trên nhóm chúng con. Và kính thưa toàn thể quý cộng đoàn, là cho đến ngày hôm nay thì nhóm chúng con thành lập là đã được tròn một năm. Và chúng con đang chuẩn bị cho cái thánh lễ mừng bổn mạng của chúng con là Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh. Thì con cũng xin được nói thêm về tại sao chúng con lại chọn Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh là Thánh bổn mạng. Kính thưa quý vị, là Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh là vị thánh duy nhất là người của giáo phận Xuân Lộc, và Ngài là giáo dân của giáo xứ Tân Triều, giáo xứ đầu tiên của Biên Hòa chúng con đặt chân đến để mà làm chứng nhân cho lòng Chúa thương xót. Và cũng chính tại nơi đó chúng con gặp gỡ được đức cha của giáo phận, chúng con được diện kiến Ngài, và Ngài ngỏ ý muốn yêu thương, muốn nâng đỡ và muốn mời gọi chúng con. Và cũng tại nơi đó thì chúng con đã nhận được cái sự quan tâm của cha Giuse Vũ Đức Hiệp. Cha là cha nhận là cha linh hướng chính thức của nhóm chúng con. Và điểm đặc biệt hơn nữa, Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh là một người có một quá khứ, cũng từng là một tay anh chị giang hồ khét tiếng vùng quận Tư, Sài Gòn. Và Thánh đã có một cái đời sống cũng tương tự như là anh em chúng con. Và cũng nhờ vào cái sự thương xót vô bờ của Chúa, cũng nhờ vào cái sự tín thác của thánh nhân vào cái tình yêu của Chúa, mà thánh nhân đã được ơn để mà làm chứng cho niềm tin Kitô. Và cũng chính vì cái niềm tin vững vàng đó mà thánh nhân mới được phúc từ đạo. Và vì thế cho nên anh em chúng con nhận Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh là bổn mạng, là để chúng con có một cái tấm gương để cho chúng con noi theo. Để chúng con vẫn nhớ cái lời của đức cha giáo phận nhắn nhủ với chúng con: mỗi một thánh nhân thì có một quá khứ, và mỗi một tội nhân thì có một tương lai. Và điều đó đã tạo thêm cho chúng con những cái động lực để chúng con tiếp tục chúng con cố gắng. Và ngày hôm nay thì chúng con có 150 thành viên, và đó cũng chỉ là cái con số rất là nhỏ so với lại những cái bạn trẻ, những người trẻ mà đang nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thôi, chứ con không dám nói đến các tỉnh khác. Con xin được nói thêm về cái ma túy để cho các bố, các mẹ, quý phụ huynh có mặt ở trong giáo đường có thể nắm được để mà kêu gọi cũng như là kiểm soát con em của mình. Kính thưa quý vị, là ma túy ngày hôm nay nó không còn là một cái gì đó quá kinh khủng như là xì ke và heroin của ngày xưa. Ma túy ngày hôm nay nó muôn hình muôn trạng, và con xin lỗi quý vị là dễ mua còn giống như là chúng ta đi mua một gói thuốc. Ma túy ngày hôm nay nó có thể là một chai thuốc nhỏ mắt Proto với giá là 2,2 triệu cho đến 2,5 triệu một chai. Mỗi một lần người ta sử dụng, người ta chỉ nhỏ vào hai bên mắt, mỗi bên một giọt, phê từ sáng đến trưa. Ma túy ngày hôm nay nó chỉ là những cái miếng gel bằng đầu ngón tay, 400-500 ngàn, cắt ra làm 5, làm 6, mỗi một lần như vậy chỉ cần 1/6 cho vào đầu lưỡi, phê từ đêm đến sáng. Ma túy ngày hôm nay nó chỉ là những cái hạt muối, nó nằm ở trong những cái hộp muối tắm của chị em phụ nữ. Thế nhưng mà chỉ vài hạt thôi, bỏ vào trong ly nước, khuấy lên, uống vào, phê được mấy tiếng. Ma túy của ngày hôm nay nó muôn hình muôn trạng, và đặc biệt nhất là ma túy đá, là một loại ma túy mà giới trẻ vẫn rỉ tai nhau là sử dụng rất là phê, mà không có hại gì hết, không có nghiền, sử dụng rất là thoải mái để mà xả stress, để mà quên buồn, để mà có can đảm để vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng mà khi sử dụng ma túy đá, thưa quý vị, là cái tác hại của nó thì cực kỳ kinh khủng. Ma túy đá và cần sa tẩm hóa chất là hai loại ma túy rất phổ biến hiện nay,
nó không chỉ là phổ biến ở các thành thị mà kể cả vùng nông thôn. Trong thời gian vừa qua chúng con về làm chứng nhân ở các giáo xứ tại hạt Bảo Lộc thì chúng con thấy là rất là nhiều. Và chúng con cũng xin quý vị là để ý đến con em của mình. Với những em mà có cái đời sống, có những cái giờ giấc sinh hoạt bất thường, đặc biệt là các em kém ăn và không ngủ, thì xin quý vị hãy quan tâm ngay đến em, bởi vì đó là những dấu hiệu cho biết là em đó đang sử dụng ma túy. Và con cũng xin thưa với lại tất cả quý cộng đoàn là ngày hôm nay thì anh em chúng con mới chỉ có một ngôi nhà, đó là ngôi nhà của gia đình con thuê mướn để mà đưa các em về sinh hoạt, thì chúng con mới chỉ nhận được có hơn 30 em nội trú thôi, còn bao nhiêu thì vẫn là ngoại trú. Thế nhưng mà trong cái ngày hôm qua khi chúng con được về để mà gặp gỡ, để mà giải trình cùng với các linh mục trong giáo phận, cũng như là chúng con giải trình trước mặt hai đức cha của giáo phận, thì chúng con cũng xin cho chúng con một cái điều kiện để chúng con có thêm những cái ngôi nhà mở, những cái mái ấm để chúng con tiếp tục chúng con đưa các em lỡ xa chân vào con đường ma túy, để chúng con được dìu dắt, được nâng đỡ, để giúp cho các em có thể qua được cái giai đoạn nghiện ngập. Và những cái điều đó thì hôm nay chúng con đến đây, chúng con xin giải trình với quý vị. Và trước khi kết thúc phần giải trình của con, thì con xin nhường và xin khoảng chừng một phút để cho em con có cái lời nhắn nhủ đến tất cả các bạn trẻ của giáo xứ Suối Cát, cũng như là của giáo phận. Con kính chào cộng đoàn. Con là một người nghiện tới thâm niên tới gần 20 năm cơ. Thì con cũng nghiện tất cả các loại ma túy. Trong thời gian 20 năm đó, thật sự nói là con rất đau khổ, rất nó như có nhiều lúc con muốn thoát ra mà không có một cái đường, con đường nào để con thoát. Con cứ đắm chìm trong ma túy như vậy. Bạn bè, thời gian, địa điểm của con hoàn toàn nó khóa ngược lại với con để con thoát ra. Con cứ lao đầu vào như vậy, thật sự nó rất là mệt mỏi. Thì bây giờ con chỉ có nhắn nhủ với cả tất cả những bạn trẻ đang chơi, thì hãy chạy đến lòng thương xót của Chúa, cầu nguyện với Chúa. Không phải là đến với Cha Long đặt tay cầu nguyện về là mình tiếp tục chơi là bỏ được, không phải. Phải tiếp tục đồng hành cầu nguyện mỗi giờ, mỗi ngày. Có khi lúc con đang cai, có khi một ngày con đọc kinh tới 50 đến 200 rưỡi, 300 kinh như là liên tục như vậy luôn. Từ sáng cho đến đêm, có khi là không còn ai nữa, một mình con đọc. Con cứ đọc liên lỉ cầu nguyện với Chúa, xin Chúa tha thứ và thánh hóa cho con, để con chữa lành cho con những cái lỗi lầm của con, vừa là thể xác vừa là linh hồn. Thì con nhắn nhủ với các bạn trẻ, nếu mà đã lỡ chơi rồi á, thì lên gương lại. Và cái liều thuốc mà quan trọng nhất bây giờ là đọc kinh cầu nguyện, còn thuốc kia uống nó chỉ là tạm thời 5-3 ngày thôi. Còn cái thuốc mà để mình uống á, để cho mình chữa lành cái thân xác và cái tâm hồn của mình ấy, là viên thuốc suốt đời, là đọc kinh lòng thương xót và kinh bân côi. Thì bây giờ còn những cái bạn nào mà chưa có dùng tới thì lên tránh xa ra, tại vì nó không đơn giản như mình nghĩ là mình chỉ làm cuộc chơi đâu, hệ lụy của nó đằng sau rất là ghê ạ. Mình xin hết. Con cũng xin được giới thiệu với lại cộng đoàn là ngày hôm nay anh em chúng con đã cai thành công cho gần 150 em đang sử dụng ma túy, xì ke, heroin với thâm niên từ 5 năm cho đến 20 năm. Mà chúng con chưa phải sử dụng đến bất kỳ một loại thuốc, một viên thuốc hoặc là một cái phương pháp nào của giống như là các trung tâm xã hội. Và em con đã 2 lần và cả út nhà con cũng đã từng ở trại cai Xuân Phú gần ngay đây. Thế nhưng mà khi trở về thì lại tái nghiện. Mà đến ngày hôm nay chúng con chưa phải sử dụng bất kỳ một loại thuốc nào hết. Cái phương thuốc linh nghiệm nhất mà chúng con sử dụng cho các em đó là chuỗi kinh lòng thương xót và chuỗi kinh mân côi. Chúng con vẫn trung thành với 2 chuỗi kinh, chuỗi kinh mân côi và chuỗi kinh lòng thương xót, như là những viên thuốc linh nghiệm nhất để cho các em vượt qua được, vượt thắng được bản thân, quay về với đời sống đức tin, canh tân đời sống và bỏ được ma túy.
Vì thế cho nên ngày hôm nay anh em chúng con đến đây một mục đích là chúng con xin làm chứng cho linh đạo lòng thương xót Chúa, một phương thuốc, một phương thế cực kỳ hiệu nghiệm, cực kỳ hiệu quả. Không phải là chỉ là riêng anh em ma túy xì ke chúng con, mà kể cả tất cả chúng ta. Bởi vì đời sống của con đã có sự thay đổi, đời sống của con đã có được những cái sự nâng đỡ, sự trở che thông qua cái việc mà con giúp cho các em. Thì ánh sáng của lòng Chúa thương xót đã chiếu soi xuống gia đình con, đã chiếu tỏa xuống gia đình con. Và vì thế cho nên ngày hôm nay con khẳng định một điều là chúng ta đang sống ở trong một xã hội đầy rẫy những sự ác, sự dữ và lo toan. Vì thế cho nên ngoài lòng thương xót của Chúa ra, chúng ta không còn một cái nguồn hy vọng nào hết. Chúng con xác tín một điều như vậy. Chúng con xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng con chia sẻ. Trước hết tôi xin thay mặt cho quý cha đặc trách giáo phận, hiệu giáo phận, cha chánh sứ, phó sứ cũng như ban thường vụ, ban hành giáo sứ Suối Cát, thay mặt cho tất cả các hội viên của Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo Phận Xuân Lộc, các hội viên của Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo Hạt Phú Thịnh hôm nay hành hương ở đây. Rất cảm ơn sự hiện diện của anh chị em, anh em trong nhóm Paulo Hạch, là nhóm của gia đình anh Thảo. Và qua những cái lời chia sẻ của các anh thì tất cả các hội viên Lòng Chúa Thương Xót như đang cảm nhận được bàn tay của lòng thương xót Chúa đang chạm vào tới từng người. Chẳng những nó chạm tới các anh em mà còn đang chạm đến tất cả chúng tôi. Bởi vì lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị có nói rằng trong công trình cứu độ của Thiên Chúa, xem ra Thiên Chúa hay thích sử dụng những người rất tầm thường, rất tội lỗi để trao cho họ những cái sứ vụ vượt trên tầm tay của mình, để mọi người thấy rõ lòng thương xót và quyền năng của Chúa. Hôm nay Chúa đã sử dụng đến các anh, tất cả các anh em, để làm hạt giống của tin mừng, loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Đó là điều làm chúng tôi hết sức cảm kích và xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện của các anh trong ngày hôm nay. Và để bày tỏ cái tâm tình yêu mến đó, quý cha đặc trách giáo phận, ban phục vụ giáo phận Xuân Lộc, Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót Xuân Lộc và giáo hạt Phú Thịnh của giáo sứ Xuân Cát, chúng tôi có một món quà nhỏ gọi là có một chút kỷ niệm với các anh trong ngày hôm nay. Xin chúng ta một tràng hoa tay thật dài và chúc tất cả các anh mãi mãi đón nhận được lòng Chúa Thương Xót để trở nên sứ giả của lòng Chúa Thương Xót, và cao hơn nữa trở thành tông đồ của lòng Chúa Thương Xót, để chứng nhân này sẽ luôn luôn phát triển, và nhờ chứng nhân của các anh mà mọi người dễ dàng cảm nhận thấy lòng thương xót của Chúa đang hiện diện. Xin chân thành cảm ơn các anh. Và đại diện cho nhóm Paulo Hạnh, chúng con cũng xin chân thành cảm ơn cha đặc trách Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót giáo phận Xuân Lộc, cha quản hạt hạt Phú Thịnh, các cha của giáo xứ Suối Cát, như là các cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót và ban hành giáo của giáo xứ Suối Cát đã tạo mọi điều kiện để cho chúng con được đến đây để mà làm chứng cho Lòng Chúa Thương Xót, như là tham dự cái buổi kính Lòng Chúa Thương Xót thánh lễ chiều nay. Chúng con xin cảm ơn rất nhiều và xin tất cả quý cha cũng như là quý vị tiếp tục cầu nguyện thêm cho anh em chúng con. Xin chân thành cảm ơn nhóm Phaolô Hạnh, và giờ đây chúng ta chuẩn bị tâm hồn để bước vào thánh lễ chiều hôm nay.